cả lớp chúc thầy ngày 20 tháng 11 ạ. Dạ thầy mãi nhà con quý vương ạ. Dạ. À, có bạn nào lên đại diện không? Bạn bằng bao lâu? Phần lâu, phần lâu. Bạn nào thích thì lên đi. Anh lâu, phần lâu. Dạ cái. Lên đây đi coi ghi cái càng cái hôm nay không mặc đồ đen. Bạn nói gì đi, bạn nói gì đi. Hôm nay thì ngày 20 tháng 11 em đại diện cả lớp chúc thầy trước mắt thì cảm ơn thầy, trước hết thì cảm ơn thầy những kiến thức thầy cho. Hôm qua thì thầy em biết ơn thầy rất nhiều. Em cảm thấy là em đưa các bạn đây học là một cái điều có giá trị, một điều rất có ý nghĩa đối với cuộc đời của các bạn cũng như cuộc đời của em. Thì ngày hôm nay em có bó hoa tặng thầy. Chúc thầy ngày càng đầu tiên có sức khỏe, để công hiến nhiều hơn nữa. Và thứ hai là hy vọng là thầy sẽ mở rộng càng nhiều lớp hơn nữa để trẻ, những lớp khởi nghiệp để tiếp cận được những cái kiến thức khởi nghiệp này, những thứ mà nó quá sức tuyệt vời. Vì hôm nay hôm qua em đi đến tận 4 giờ sáng em bán. Wow. Em thấy càng ngày càng đưa những cái điều này tuyệt vời không chỉ ở Việt Nam mà còn thế giới nữa. Vâng. Cảm ơn bạn rất nhiều, cảm ơn bạn. Cái này của bạn mang bạn có một chút xíu giới thiệu về bạn là giới thiệu đi ạ. Em xin giới thiệu, em là Tuyên. Em từ ngoài Bắc vô học. Tỉnh nào? Em hiện ở Đông Anh. Ở Đông Anh, Hà Nội. Bạn bắt xe bạn đi vào mà bị nhiều quản trị đúng không? Dạ, công an nhốt mất 2 tiếng rưỡi ở Quảng Trị. Nhốt xe thôi, hành khách phải đợi. Rồi đi đến Cam Ranh thì lại bị lùng lốp mất tiếng rưỡi nữa. Nên chuyện cuối cùng là 1 giờ trưa mới đến đây, trưa qua mới đến đây. Lúc bạn vô thì bạn có báo mình biết. Còn cái này là bạn mang từ ngoài đó vô đây nè. Cái này là xin giới thiệu là với cả lớp thầy là Tê Hoa cổ Sa Pa. À, cái là cổ Sa Pa. Bạn có thể giải thích nó Nó là cây thân gỗ mà này hoa nó hoa đỏ mà đẹp. Và trồng ở dưới đất thì nó có thể to như cây xoài được. Nếu mà trồng trong chậu thì nó chỉ nhỏ thôi, nhưng mà trồng ở dưới đất nó phát triển to lắm. Thì cây thân gỗ mà. Cái bạn biết là cái quý của bạn là bạn mang nó từ ngoài Bắc mang đi vô đây. Và bạn chỉ biết mình qua Facebook thôi. Facebook. Qua Facebook rồi tương tác rồi quyết định là đi từ ngoài Bắc. Mà lúc này vợ đang sinh con đúng không? Dạ vâng, baby của em được 2 tháng. Mới 2 tháng rồi. Rồi cho bạn dám đặt một tay tiền lớn các bạn. Hy vọng qua cái đợt này là các bạn sẽ kết nối, bạn Giáp có kết nối với các bạn lâu này. Bạn có kết nối với bạn Giáp, có thể là bạn làm đại diện kinh doanh nói gì ở ngoài đó. Thế là rất tốt bạn. Rồi. Em cũng mong đi để học hỏi. Thì nhân dịp 20 tháng 11 thì em cũng chúc cho thầy luôn giữ được cái năng lượng, nhiệt tình để truyền dạy cho chúng em cũng như thế hệ sau nữa nhiều kiến thức hơn. Vâng, cảm ơn bạn Giáp rất là nhiều. Cái chậu hoa giấy của ai? Chậu giấy của bạn nào? Đây, đây, lên, lên, lên. Dạ thôi, sáng nay em để cho mấy bạn mà bạn thôi hả? Mà bạn chứ không phải tặng hả? Okay. Trước tiên là mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cái tấm lòng của các bạn gửi đến cho mình cái đó là cái như là cái nguồn năng lượng á. Nguồn năng lượng các bạn thì cho mình để mình làm tiếp nữa. Bản thân mình làm cái nghề này là như là mình là người giữ lửa cho các bạn vậy đó. Nhiều lúc các bạn cái cuộc đời hành trình đi kinh doanh mà các bạn cần có những người giữ lửa, không phải ngay giai đoạn khởi nghiệp đâu, mà những năm tháng ra kinh doanh, những năm tháng ra kinh doanh, kể cả khi các bạn thành công, cái lúc thất bại thì cần những người giữ lửa, nhưng mà kể cả những lúc thành công, nhiều lúc đó, có những bạn để mình nói với các bạn nè, có bạn đó học bị cái đây 6 năm rồi và rất là thành công. Lúc khi bạn sở hữu nhà xưởng, tại mình đã là từng là người sở hữu nhà xưởng nên mình hiểu một cái người sở hữu nhà xưởng là rất là cực khổ. Các bạn làm kinh doanh mà sở hữu nhà xưởng, bạn cực khổ không thể tưởng được. Và mình hiểu đó là sau này là
mình lái qua thương mại, và y như là các bạn nào mà đi cái chương trình khởi nghiệp mình là hầu như là mình lái các bạn đi con đường thương mại, tại con đường thương mại dù sao nó cũng nhẹ nhàng hơn. Còn ai ôm sưởng và bạn đó khi mà bạn học bạn hiểu được và bạn về bạn lái mọi thứ của bạn qua thương mại và cuộc sống bạn nó rất là tuyệt vời. Bạn biết trong 6 năm qua bạn rất là giàu có, bạn trở thành triệu phú rồi, nhà ở Thảo Điền, tài sản đất đai rồi có. Tự nhiên hôm đó lúc 9 giờ tối gọi điện thoại cho mình, kêu thầy ơi, bây giờ mọi thứ bây giờ cái gì nó cũng có, tự nhiên em còn cảm hứng làm việc, không biết làm việc để vì cái gì, không biết là tình trạng em rớt vào tình trạng gì, nhưng mà sao em thấy thầy lúc nào cũng năng lượng dồi dào, cái vấn đề nó là cái gì? Và cái cuộc nói chuyện mình chỉ nói chuyện vài nửa tiếng thôi, là sau đó bạn bạn lao ra làm lại. Mà nói là lý do đơn giản là bạn bị hết cái tầm nhìn, bây giờ bạn phải set cho mình một cái tầm nhìn mới, và mình code qua điện thoại luôn để cho bạn set một cái tầm nhìn mới. Tức là cái tầm nhìn hồi kia khát khao kiếm nhà kiếm cửa, có được cái công việc danh tiếng, đi tới đó cái tiện nó hết mất. Các bạn đưa ra điều này, bây giờ các bạn khí thế các bạn khát khao được cái nghiệp, bởi vì các bạn đang thiếu những cái đó. Các bạn đưa ra điều này chưa? Chúng ta thiếu một cái nhà, chúng ta thiếu cái cuộc sống của mình, nên chúng ta ra chúng ta làm gì để chúng ta đạt được những đó, chỉ cuối cùng cái tự nhiên đạt được cái tự nhiên. Cái bước tiếp theo nữa là gì ta? Các bạn trong đây này, kể cả giai đoạn các bạn thành công, nhiều lúc các bạn cũng rớt vào cái trường hợp nó nhơ vậy, không biết đi đâu về đâu nữa đây. Thì bản thân những người như mình á, và mình hiểu được trách nhiệm của mình là quan trọng, là mình giữ được các bạn. Hôm nay một cái cơ duyên gì đó, ok chưa? Năng lượng đã gọi tới và mình biết các bạn, như các bạn biết mà. Thì y như là chúng ta có được cái mối quan hệ với nhau vậy. Và sau này trong hành trình cuộc sống, dù là nhiều lúc đặc biệt là trên con đường làm kinh doanh, nhiều lúc các bạn khó khăn gì đó thì đôi khi chỉ là một cái lời tiếp, một cái lời chia sẻ hay một cái gì đó, tự nhiên chúng ta thoát ra được đó. Mình nhớ nhất là một trong cái câu chuyện, mà không biết mình đọc ở đâu trong cái quyển sách nào, nó có cái một bồ lạc nó sống trong rừng, và bồ lạc mà nó phải có cái nguồn lửa thì nó mới sống được. Nó phải có cái nguồn lửa. Mùa đông lạnh giá hay là cái gì, họ đều có thể chống chọi được, nhưng mà thiếu nguồn lửa đó họ sẽ chết. Cái nguồn lửa đó là cái nơi mà sưởi ấm, cái nơi đó mà cả bộ lạc tụ họp về, cái nơi đó mà để nấu thức ăn, cái nơi đó mà để tạo ra cái sức ấm. Nếu cái nguồn lửa đó chết thì cái bộ lạc đó nó cũng sẽ chết. Và họ luôn gì ạ? Họ luôn cử người để giữ cho được cái nguồn lửa đó. Cái nguồn lửa đó nó không được mất. Cái than củi đó nó phải luôn chạy, bằng giá nào phải bảo vệ nó. Tại vì cái nguồn lửa đó nó không còn là nó sẽ tắt. Trong con người của các bạn cũng vậy á, nếu các bạn không còn cái lửa nữa, một ngày nào đó mà các bạn không còn cái lửa nữa, kể cả khi các bạn thành công và kể cả các bạn thất bại nhất, các bạn cuộc đời các bạn đen tối nhất, nhưng mà bạn còn cái lửa trong người, các bạn vô ra điều này chưa? Thì các bạn vẫn cứ sống được và các bạn vẫn cứ tốt được. Bản thân mình thì mình làm cái nghề này mình cũng ý thức ra được cái việc đó, là mình làm sao giúp cho các bạn cái nguồn lửa của các bạn nó đừng bao giờ tắt. Các bạn luôn nhớ cái điều đó. Hành trình trong cuộc sống thôi, khi các bạn rớt vào những trường hợp, và đừng bao giờ để cho cái lửa của mình tắt. Hãy tin vào cuộc sống, hãy tin vào những điều tốt đẹp. Hãy tin ngày mai chúng ta thay đổi một cái gì đó, thì tự nhiên cái lửa của chúng ta nó cứ ấm ở trong lòng ta, và chúng ta sẽ đi tiếp. Chúng ta sẽ đi tiếp cuộc đời mình. Năm nay mình 40 tuổi hơn, nhưng mà mình có một cái, mình nói là một cái may mắn, là mình đã chứng kiến rất là nhiều những cái đau khổ. Và kể cả mình chứng kiến những người thân yêu nhất của mình ra đi năm 30 mấy tuổi, là mình đã chứng kiến hết những cái việc đó rồi. Nên mình vẫn tin vào cuộc sống, bởi vì cái lửa ở trong mình nó vẫn cứ gì ạ? Nó vẫn cứ còn. Mình vẫn cứ tin là ngày mai tốt đẹp. Nên là chính các bạn cũng vậy. Nhân ngày 20 tháng 11, cảm ơn cái tấm lòng của bạn gửi đến mình rất là nhiều. Và mình cũng mong các bạn là hãy luôn giữ một cái lửa. Và một lúc nào đó các bạn tắt lửa, ok, thì các bạn hãy tìm những bạn đồng đội trong lớp này. Thì tất cả những bạn đồng đội trong lớp này hôm nay chia sẻ hiểu ra được nguyên lý. Các bạn không cần giúp cái người bạn đó cái gì, các bạn chỉ cần giúp cho họ cái gì, cái lửa, cái ấm lòng lên. Là người bạn mình nói từ 6 ngày đó, các bạn cũng không cần cho tiền cho bạn rồi về đâu, hoặc là các bạn liên hệ với mình.
mình cũng mong mình đốt cái lửa lòng của bạn lên, các bạn ấm lên là tự nhiên các bạn đi đi. Ok các bạn ơi. Okay. Rồi bây giờ chúng ta một năm rồi. Lúc sư đang học là bạn làm cho một cái công ty chuyên về thiết kế của Nhật à? Dạ. Ừ. Phim hình Nhật Bản là nó rất là lâu đúng không? Ừ. Hơn 8 năm. Làm công ty phim hình của Nhật Bản mà đi học cái này thì chịu không nổi luôn. Bức phá ra làm luôn. Bây giờ bạn có một cái công ty chuyên về thương hiệu. À, các bạn có sẵn sàng để bạn đứng bạn giới thiệu khoảng vài phút không ạ? Rồi các bạn có thể có nhiều trong số các bạn muốn mình luôn gặp may mắn trong cuộc sống ạ? Có nhiều trong số các bạn muốn mình luôn luôn gặp may mắn trong cuộc sống và trong kinh doanh, hãy giơ tay lên và nói tôi. Tôi. Tôi cảm ơn các bạn. Hãy hai tay với người bên cạnh mình nói bạn mới đến đúng chỗ rồi. Mình được đi hôm nay là tất cả đều là nhờ thầy. Người thầy là người đầu tiên. Và mình sẽ giới thiệu các bạn một tí. Các bạn có thể cho mình 3 phút để mình được giới thiệu về mình, để chúng ta hiểu nhau hơn, kết nối với nhau, biết đâu trong cuộc sống sau này, trong cuộc sống kinh doanh mình có thể giúp đỡ các bạn rất là nhiều. Bao nhiêu bạn đồng ý thì hãy cho mình một tràng pháo tay ạ. Mình sinh ra ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Mình cũng lớn lên và đi vào Sài Gòn học đại giống như là rất là nhiều bạn trẻ hiện nay. Và đi ra trường đi làm. Thì mình đi làm được một thời gian. Thì ba mình đột ngột qua đời. Từ đó mình ngắm lại cuộc đời mình đang có gì, thích gì và đang làm gì. Mặc dù lúc đó mình làm ở, ra trường là mình làm ở công ty của Mỹ thì thu nhập rất là cao, nhưng mình nhìn lại là mình chưa có happy với cái công việc của mình lắm. Mình nhìn nhận lại là mình rất là thích vẽ tranh. Mình mặc dù từ nhỏ mình không có học nhưng mình vẽ được cũng rất là khá khá bức tranh. Thì một cơ duyên là một người bạn của mình ở Nhật về và giới thiệu cho mình một công ty của Nhật về làm phim hoạt hình. Thì mình đem những bức tranh của mình tới đánh nộp và mình được nhận vào làm. Thì sau đó mình mới bắt đầu đi học và mình cũng rất là được may mắn là một trong những người đầu được nhận học bổng của trường FPT Arena. Ở đây có bao nhiêu bạn biết trường thi đào tạo ở FPT Arena? Cảm ơn các bạn. Thì mình cũng rất là cảm ơn ở đây, ngôi trường này đã cho mình những cái concept đầu tiên về thiết kế đồ họa. Và mình cũng rất là cảm ơn công ty phim hoạt hình đã cho mình được làm việc hơn 8 năm để được lặn ngập hàng ngày trong những bức tranh đầy màu sắc và thú vị. Ai mà xem phim hoạt hình của Nhật Bản là đều biết ạ. Và nếu mà chỉ dừng lại ở đó thì đã không có mình ngày hôm nay đứng đây để chia sẻ những điều này với các bạn. Thì một cơ duyên lớn nữa đến là mình đã được gặp gỡ và được học từ những người thầy tuyệt vời nhất trên thế giới này. Một người thầy cực kỳ vĩ đại đối với mình. Và mình nghĩ đó là đối với rất là nhiều người. Và đó là một người thầy của mình. Hôm nay mình rất là trân trọng được đến đây tặng hoa và quà cho thầy. Dạ thưa thầy, hoa này là của chị Hiền này. Chị Hiền bao bì giấy tặng quốc. Dạ đúng rồi. Chị Hiền và em cũng đã có ý định mua hoa của chị. Hoa này là hoa của chị hoa bằng đất sét, các bạn, hoa này tươi mãi mãi luôn, của chị hoa bằng đất sét. Và nhưng hôm qua là trời mưa rất là lớn nên là gọi thầy không được, cái lần em với chị kêu thôi để em tặng, em qua tặng cho thầy luôn. Và chị thì đã tặng hoa rồi nên em sẽ tặng quà. Đó đây là và cái quà này là các bạn biết không, thật là mình đặt làm chỉ là đậu đen nguyên chất các thầy. Cái hộp này thì họ không có làm, họ làm đại trà, nhưng mà em làm riêng đậu đen. Và nó là tự làm luôn, cái tự đậu đen rang ra là xay. Và đây nó tặng cho thầy là dạ. Cho gửi lời thăm bạn Hiền. Dạ. Bạn Hiền giúp bạn Quốc. Bạn ra khởi nghiệp nó không đơn giản như tại cái khúc này bạn không có kể. Bạn không có đơn giản như không phải muốn là ra là người có gia đình mà. Và bạn đi học, bạn những ngày tháng mà học ở đây là mình biết là chồng không hoàn toàn không ủng hộ. Phản đối rất là kịch liệt.
nhớ cái giai đoạn còn phải gián đoạn nữa đúng không? Dạ đúng rồi. À, bởi vì gia đình không có ủng hộ mà bạn vẫn quyết tâm để mình nói. Hôm qua cũng có một bạn nói mình là mà hồi trưa chứ không có bạn nói mình là chồng em không ủng hộ mà nó an tâm nếu bạn kiên trì thì chồng ủng hộ. À ok, chồng ủng hộ nhưng mà bạn rất là quyết tâm bạn kiên trì đi cho bằng được. Chừng cuối cùng chồng ủng hộ, không những chồng ủng hộ mà giờ còn kéo chồng nghỉ việc luôn mới ghê chứ. À ok chưa, cái điều này nó rất là tuyệt vời. Khi mà chúng ta quyết tâm chúng ta đi thì chúng ta đi cho bằng được và chúng ta tập trung toàn bộ công sức đi vào cái con đường đó. Rất vui là dạ, là em rất là ấm đi đến với thầy ạ. Các bạn dạ. Cảm ơn em rất là nhiều. Dạ. Hồi nào dạ. Nhớ gặp sau. Dạ. Dạ, dạ. Quân đi. Quyển sách mình sẽ tặng cho em một cái quyển sách. À, dạ. Tuyệt vời quá, gặp thầy là có giá trị rất là nhiều ạ. Dạ. Cái quyển này là cái quyển nó rất là tuyệt vời. Em về em học em sẽ bắt đầu em mới phát hiện nó có một cái gì bí mật đó. Dạ. Mình không muốn no trước mà tại sao mình tặng cái quyển sách này, bởi vì nó có một cái bí mật ở trong này mà những bạn đã học chương trình của mình thì bắt đầu mới phát hiện nó có một cái điều gì rất là bí mật. Đầu tiên ra là mình gặp thầy, thật ra không phải gặp thầy là người đầu tiên để mình quyết định nghỉ việc và đi kinh doanh, mà mình cũng có học vài thầy ở trong thành phố Hồ Chí Minh mình rồi, mà thật ra là vẫn chưa có cơ duyên nên là mình vẫn còn đi làm và còn học, và nó cũng rất là khó khăn. Lúc đầu là mình chưa biết làm gì thật sự luôn. Lúc đầu mình ra là mình rất là muốn kinh doanh, rất là muốn mình có thôi thúc là mình muốn làm cái gì đó để lại, chứ không có nghĩ là một công việc đơn thuần ổn định, là mình có chồng con và công việc nó cũng ổn định lắm rồi. Và mình cảm thấy nó thật sự là nó gần như là bão hòa rồi. Nên là mình cũng muốn một cái gì đó bứt phá và mình đi học. Thì thầy Duy là người thầy thứ ba mà mình gặp, và mình bắt đầu quyết định theo thầy. Mình học tất cả các khóa của thầy, sau này các bạn theo thầy các bạn sẽ biết. Mình cũng đã đi Singapore với thầy Duy, và mình thấy đó là một chuyến đi cũng rất là tuyệt vời, giúp mình rất là lớn lên rất là nhiều. Sau này các bạn có dịp sẽ, mình mong là các bạn trải nghiệm và các bạn sẽ nhận thấy được. Và mỗi giai đoạn thì mình cũng có một người thầy, và mình cũng có một người thầy dạy về đắc nhân tâm, một người thầy dạy về thiền. Và sau này mình đi học, mình nghiên cứu vào logo kỹ thì mình thấy là trong cái logo á, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều có dính dáng với phong thủy. Và mình đi học thêm về phong thủy, và mình đang học master về phong thủy luôn. Mình đi sâu vào cái đó và mình nghiên cứu sâu. Và ở đây mình cũng sẽ một cái giá trị nữa là ở đây bao nhiêu bạn mà muốn có mình có một cái số điện thoại thích hợp với mình thì cứ kết nối với mình sẽ chia sẻ với bạn, chọn cho bạn một cái số điện thoại hợp với mỗi người, mình có một cái số hợp cho mọi người cái số điện thoại. Dạ đúng rồi, cho mình sức khỏe thì mình có thể đọc lên cho mọi người nhau. Cái này là cái Facebook của mình, cái số điện thoại là 0904 192028. Thì cái này là cái số điện thoại mình, cái Facebook của mình. Số điện thoại này là thực sự là nó chưa có đúng, nhưng mà mình xài nó, mình kết nối Facebook nó lâu rồi. Thì bạn nào mà muốn thì cứ kết nối Facebook của mình sẽ chia sẻ điều này. Còn trong cái quá trình mà mình đến từ hôm nay á, là mình đầu tiên ra là mình ở đây Đắk Lắk, quê mình mật ong và sữa ông chúa rất là nhiều. Cái đầu tiên mình chỉ nghĩ đến chuyện là lấy mật ong và sữa ông chúa bán thôi. Xong rồi gặp thầy mới nói là cái gì em mạnh nhất, em có cái gì mạnh nhất, và thực sự là thầy đã mở tư duy cho mình rất là lâu. Mà mình học xong học lại á, mình gián đoạn một thời gian, mình học lại 3 tháng sau mình học lại thì mình mới nhận ra vấn đề là mình có cái nghề của mình. Nghề mình đã làm rất là lâu, và cái đó là cái điểm mạnh nhất của mình, cái trong người mình.
là thầy là người khai phá ra điều đó, chứ thực sự mình không nghĩ ra, mình nghĩ cái kinh doanh là lấy cái gì đó bán thôi, chứ không nghĩ là mình làm cái nghề của mình. Thì mình mới là lúc đó là mình đổi là mình làm trang web rồi về mật ong sửa chữa lại hết rồi. Mà thực ra đến bây giờ những cái gì mình làm đều có giá trị hết các bạn, cứ nghe thầy theo thầy nhé. Sửa ông chúa mà bây giờ vẫn có người gọi mình bác sĩ. Vẫn hôm qua mình vợ em mới liên hệ với bạn Linh Giang ở Đà Lạt các thầy. Dạ. Để gửi hàng xuống. Dạ, để bạn gửi hàng xuống. Và mật ong thì cũng có bạn đặt mình 200 lít. Vì lúc đầu mình bán là bạn đó lấy hàng rất là nhiều nhỏ, nhưng mà mật ong trên mình nó tuyệt vời, thế là bạn đặt mình: chị Hậu ơi, sau mùa sau mà có mật chị để cho em hai thẳng 200 lít. Và nghĩ đến bây giờ là những cái giá trị lúc đầu tiên mình làm theo lời của thầy là làm trang web là nó vẫn còn tồn tại, mặc dù cả hơn cả năm nay mình không có đá động gì đến đó nữa hết, thì nó vẫn còn duy trì đến bây giờ. Thì đó là những điều rất là tuyệt vời, và thầy đã khai phá cho mình để mình đi theo cái đường mà đúng theo cái năng lực của mình, và thực sự là rất là phát triển, và em rất là cảm ơn thầy. Ok, hy vọng cái lĩnh vực này em sẽ giúp cho rất là nhiều doanh nghiệp. Đúng rồi, đúng rồi. Sau. Là đi rất là xuôi. Cảm ơn thầy. Rồi, hôm nào gặp lại sau nữa nha. Dạ. Rồi, em xin phép là xin chào tất cả các bạn nha.